trường cấp 3C Hải Hậu, trước đây nay được đổi tên là trường phổ thông trung học Trực Ninh B, thấm thoát đã tròn 40 tuổi, ra đời trên một miền quê thuần nông, đông đồng bào Thiên Chúa, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng là cũng là một mảnh đất giàu truyền thống và hiếu học. Nơi đây chính là cái nôi nuôi dưỡng, là mạch nguồn khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên của cán bộ, giáo viên nhà trường ngay từ những ngày đầu. Tôi về đây năm 1976 là những cái giáo viên trẻ và cũng là người mà được trưởng thành từ mái trường này. Thì hôm nay về ngày hội trường kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, nhìn thế hệ các thầy, cô giáo, các em học sinh hôm nay được học tập, giảng dạy và rèn luyện trong một cái ngôi trường khang trang, hiện đại và với một cái khung cảnh thoáng mát, có nhiều tiện nghi, cảm thấy lại càng xúc động và rất trân trọng những cái cống hiến, những cái đóng góp rất là to lớn của các thế hệ, các thầy, các em học sinh của những cái năm trước đây. Ngày hội trường cũng chính là cái ngày mà để tất cả các thế hệ học sinh hướng về mái trường và cũng tự nhủ cho bản thân là hãy làm những gì để xứng đáng với sự nuôi dưỡng, chăm lo của Đảng bộ và nhân dân địa phương hai huyện là Hải Hậu và Trực Ninh, và cũng xứng đáng với một cái truyền thống vượt khó vươn lên và ngày một trưởng thành của mái trường phổ thông trung học Trực Ninh B.